Bà mẹ bị nói tương lai, mời bà mẹ bị nói tuần mọi hôm với lúc khoảm tay không đài truyền hình Việt Nam. Bà mẹ bị nói ít tương lai, sở miêng đi nòn cây thành phố Thanh Hóa một hồi xăm xịp co số mưa phai tẩy bạc. Kheo sớm miền mà nèo con nèo tô ba mày bù luồng để dòng dòng mường phả không Thanh Hóa, để giòn cùng cuông không ông phả không phát hớ cẩm đi nỉ. Bù sở tim mọc, mọc bản cuông pa, dư dăm làn có mẻ lẻ sụt xì cuông pa đung. Sáng năm có sở tăng kẻng nằm lai nùng sở ệt pin ngầu đi tẻ màn pin dòng nàng sao khuyên mà khách mà in giam lai hơn. Bên cầu bên xịp sở giảm khẩu óc bóc phù luông chất đỉ dòng đầy nùng khẩn ăn sửa khảm lương mơ đi có sở chưa mà sật mặc muốn hở khách mà in giam cả bưng. Khách bao to đẩy bưng tung nà phù sung bóc lương, có lẽ mà nhạc đẩy đun ai ha chưa ngại không mảy to cuối năm, sật đi ê thở chưa một hợp phủ cân màu tẻ. Bé mà nằm kheo phẩu chữ nèo co nèo tô phủ luồng, con đo khỏi bé bá nạc hình, mặc hình bảy mảy to đin đon du ní làn khép ba đung mì làn co thảo ke bơ lẻ họ lan đông hườn mùng khà mùng cỏ có bưng hên giúp bản mương phụ cân nội cần giúp bổ sung có khắn quang chờ mục sớm mặc mà ỉn ra miên đin mơ khói lơ sọc mà phủ luồng bảy cáp đáy chốc ung lỏ văn nam ết cháu hươn hàn du bản khò mường bán nỉ du khèm pa mì lai khoan đi khoảm đi không phủ cân tày. Mền bá nưng của hườn hút thịt tảng hươn hàn toàn khách mà giam homestay lò văn nam lờ pin sửa miếng mà in giam đẩy lai cần mạc te khách cuông cầm nước nọ. Toàn thức khói nằm quảm đi hiền hầu cặp muốn con đo khói hết đấy nẻ một tẻ không ủng nàm dâm hử khách mà in giam. Thức khói phăng đấy ông con ết hươn tòn khách tên lở hưng mi khoam phan phúc tặng cho bàn hàng mi un im hơn xì lăng. Khỏi con ết hươn tòn khách tên pi xong bàn lấy pẹt để dọn tròi đơ không chính phủ không sùm siêu su miêng phổ chư nèo co nèo pa phủ luồng tặng đấy đúng hơn nì. Khỏi con ết homestay bảy khách mà nòn giam nón giam cái khám sở khách khâu úp hở cu hở mưng chuồn đẩy lấy khách nước ưn mà giam nữa các bạn bè trong ngoài các nước khác bưng phượng nọ homestay không ông lò văn nam có nhạc miền mà để lấy giọng mở giam không đúng hơn hẳn cần tay khai mà phượng cuông tắng sật bẹc đi gặp no thử. Chăm mồi đo đàng hử khách, mèn bá, du ngái, nặn sở chủ song mà cô hươn ông nam dòm hử khách. Để giúp mà bưng nòn giam căng bán, để chăm mồi đo đàng sở sất muốn sất chùm, ni có sở chủ song ết hứ khách nước nó không mặc mà ỉn giam bán ni. Tôi rất muốn là được muốn cái bản kho mường khỏi sắt con bán kho mường bách khẩn ết kim pin thử dòng khỏi khỏi có lừa chuồn cần bán ết sập ết dòng homestay chân nỉ giác ết kim đáy doản tê việc toàn khách mà kho mường sắt con khẩu đảng hơn nước ti ăn tàng óc hở măn quáng bài khe cuông nước hào khâu giác bay xe tấp khẩu khe mà tàng khẩu ni sật khô khẩu nản con ê tàng bày toàn đấy lại khe hơn cái đường nó khó khăn đi vào khó khăn quá bởi vì là muốn cái hoạt động đấy thì là để nó nhiều khách du lịch vào hơn. Sáng năm đấy giòn miếng phẳng kèn khách sửa đấy kinh chìm bửa leng bửa bao không kinh mạc phủ cân tay ăn mặc du nỉ giật bừa kín để ê tình tao phải mở ra không bị nọ. Nàng sáng tao phải un có ê thở chú cân con đẩy một khạp đẩy ma ỉn du giam để ê bừa kín không lào mở ra phủ cân tài hậu. Anh chào em. Anh đang làm món gì đấy ạ? Anh đang làm món gì đấy ạ? Ai ít đã lơ nản.
ai pính chỉn pết sơ sơ mắc khén ni mén pết của lũng bao ải man sớ neo pết của lũng khai mà liền du bản kho mường nòng đúm ai hòm không chỉn pết sơ có hòm hính mỏm bài phích ế đấy chỉn pết sơ man chép man ban sớ mì hòm hiêm lơ ải bảy chi bình chín bệt màn hòm dòng nỉ sở ải co sẵng bài dòng hòm hiêm không cần tài dòng ken mắc ken khinh khinh chờ ken phệt nằm bẩm ken ban cầm màn màn sở ít hới chín bệt on cầm chờ hầu chi bình màn bao tục nắng óc anh sẽ cho một ít nêm ít nước mắm hạt nêm và dầu ăn nữa. Vâng, thì khi mình nướng thì mình cho dầu ăn vào thì sẽ vừa làm mềm thịt và thứ hai là nó khi mình nướng thì nó sẽ không làm cháy cái da ở bên ngoài của mình. Hầu chi bao bảy chín pet sục thử phân lơ cỡ 45 phút. Anh cho em thử nướng con thịt. Nằn ải hớ nỏng chi mòi dòng lơ để không? Bài mi đáy cầm chỉn bệt của lũng chẹp, sở chở chi có phai bửn tiêu mư, cặp sơ phai chọp, bài hòm hiêm màn thuộm đấn kháu cầm chỉn. Tết ní, khỏi trang hủ, bài ếch pin cầm chỉn chẹp, cần ếch chỉn, có phai sật chả măn giòng lờ. Sáng năm đầy giòn sư giam ỉn ngàn sự tham hoa gặp kiên chim phường hai phửa bao năm pì nong của hườn cháu hươn hôm sự tây có sự ăn mặc mà ệt hớ khách giác du mà nằm cháu hươn hưng hơn nằm chưa đi cả bê ru khách không cháu hươn mì lấy khách mà ỉn giam lờ giòm hở cháu hươn hở cam đi nỉ sân yêu du te chưa mục đập ra, gấp nước, mang vớt khô theo đồ. Cái lầu xa không cần tay có đẩy lai khách sặc sật mặt. Lầu xa đẩy u tê hạc mìn của một pi, pin bá chờ kín sở hầu hin màn ban sật cặp phệt. Lai khách mà ní có lừa toàn lầu xa bảy kín chìm. Lầu thư ai lầu không bị nong phủ cần du căng phủ căng pa căng bán. Dù homestay không ổng lò văn nam, chờ tác nghìn tộc sở miếng ní, biên miếng bày nòng pí tay bán, dù bán kho mường mà ni tảnh chiền khắp xuê, nhọc xác khẩu khắm mử phăng kèn. Lan khắm đấy muốn hoan dòng ní, sẽ tròi hứa tay bán yêu đu cô mừng cạt sàn các bán, mồm có pin bá bảy phẩu chư khoan đi phủ cân cháu sáng chờ khạp nhọc xác con giảm cho hơn ông nam nhang pa khét bay ỉn giam làn cho bán cao né ngầu đi không phủ cân tay du lai cần lai bán hù hót.
đầy phăng xin úp giúp bản khổng mường mì nương tí mì riêng họng sở thẳm kia. Nàn ma mửa lăng, có pin bá mến mử phà đét đi cạp dinh, khói lơ sáng bay bưng ngầu đi không thẳm kia nì mến xong chú cân lỡ úp bao. Chào các chị ạ. Vâng, các chị ơi cho em hỏi là xin cái đường hướng vào hang tham, là đi đường tăng khảo thầm kia với tăng lờ bao? Kia kia em. Tăng nì nóng ơi. Nó cũng hơi dốc ấy thì đường vào đấy thì mình có đi có khó lắm. Nóng bưng sẽ tăng khẩn thầm có chườn bao mì hủ khẩn giác bao ơi. Bao nóng. Giác giác khảo thầm ở sớm ơi có sẵn khảo thầm nì. Nàn ơi ba là nóng bay nơ. Thế chị có thể dẫn em vào được không ạ? Chà ơn ơi, hào bay nơ. Thế mình đi thôi ạ. Chị đưa đường lên trên kia đúng không ạ? Nón khang phù căng ba đung thẳm kia ế thở phơ bà có phở, dòng bà bay khỏ miêng đin nhằng nòn đặc, một ăn thẳm kia thực lửm. Và trong đấy đi hàng là của tôi là khem sáng nọc thắm, sở túc nà khẳn đây, khẩu nà lẻ đi, màn ế thở ngào ba đung, phù trừn sật sung sật gián, cần lờ mạc bay ỉn giam, bên bà thẳm kia sở miêng bó sể bàng cai. Chị ơi, mình đến rồi đúng không ạ? Ơi, hao mà hót mén mồm bao? Wow. Mén nò, cái kheo nỉ sớm mà hót đọc. Wow, chỗ này đẹp nhờ chị nhờ. Ừ, mát mẹ em ạ. Đầy úp dòng thảm sơn đỏng không điên thành hóa, khẩu cuông thảm kia, khách sớ mệt chơ ăn nỉ hót ăn nở. Cuông thảm mì làn còn hin pin, phù sừng sứ sáng nằm lai ngảo hin con mày bao bạch tiêu bên bà sớm hiên chữ ẻng giật mạc hở khách chờ mà giam thảm nỉ tiên bê giam ỉn phủ luồng cứ khỏi đầy cào né mà nằm huối chàm huối nỉ giao cờ pét hỏi mét nằm lai tết cổ co nùng ní sật sau trừ cặp zin khách mồm sớ màu chơ siêu quan con ngảo đi bách dòng bơ ve du ní du huối nỉ khách sơ đấy tèo bay pè phù tình nằm bày pét mà căng phù các nằm sật lẻ sật đi sật yên. Sáng nắn khách có sở đấy tèo pè sạc nằm cần dền vuông bán. Anh ạ, à, anh ơi, cái này có... Tèo pè dòng nỉ mi giác bói. Giác trễ, khách cân khực cặp sạp tàng không mặn. Nó mi sẽ tèo thư đấy bao, phải nó. Thank you.
bản đôn xứ miếng mà in ra mà tôi khỏi con để vưng. Sở một cuông cho bản ếp pin miếng toàn khe lại cần hù hòa, nằm ngầu đi không làn tung nà khẩn đây, ếp màu chưa phủ cần. Bản đồn mử hết đấy nghi, sớm miếng để lại cần đai khe mà. Di sọt nacho, sớ miếng mà nón giam phẳng kèn lấy cần mạc du bản đồn. Càng phủ càng pha đẩy u nòn đạp, quang đúc ngân hàn mở giam, ni pin sớ miếng ít hở khách sật du ngái gặp yên chơ. Tình triển năm ải cao kim kiên, cân ung ếch cháu miếng nòn giam nacho. Ai hở hủ, con đấy ao làn khoan đi mở giam không phủ cân cháu về cào nẻ mà hở khét cuông cặp nước nó phủ lai. Mô hình như này thì đầu tiên là mình phải biết cái nhu cầu của khách. Miếng nỉ giữa hào phải hủ khét con đấy ăn lờ chờ mà in giam. Tìm đến một cái xu hướng chung là muốn tìm thiên nhiên. Khách nước nó hào, có dòng khách nước nó tiêu mà thay vì những cái mì ăn còn huống giờ đấy sọc mà khở nam pù nam pa đi đòn biên hở bê tông lệch khâu xây chốt chủ mử để chốt cần căng bản có pin bà ăn ệt hở khách mặc chưa mà nằm pù pa căng bản đan xuống non giam sở phép phẹt đi cáp đấy cân hườn chắc mòi họ tì họ tàng để bưng đẩy phăng lăn khong đi mở giam khong phủ cân tay kinh hèn du nỉ chưa mà ni khoai đấy chòi đơ lai khong cần bản miếng nỉ nhằng đin đẩy lạ nhưng mẻn tàng phải khẩn tỷ toàn khác mà in giam đẩy ông xài mường không xa chòi đơ lai chưa tặng pin miếng toàn khác nỉ. Chết thì khỏi phình bình ả du lát phổ đoàn. Lát phiên nhỉ giớ say mà khẩu của thứ há gặp chủ nhật mát tuần. Có mười nắn bí nòng trên mà khai lần là hàng tròi kinh hành chúng mưu hở cân bán. Do mắc mùa, con kỳ thái nà xin sửa mở giam cả phần nuôi ưng. Mình đi sơ sơ đúng cần, lại cần xử, cần khai, sật muốn. Lại nà hàng, miền bá, mương tử bốc mì, sơ nỉ khỏi bưng hên nà hàng phải phá. Sẽ phải xeo tình cầm xỉn cầm sửa để cân bán ăn chẳng xeo pin, các áo mà đi khai, pin bá khoảng đi hở chú cần. Sật máy đi, qua đấy cần dền cào né mà nằm bán xeo kỳ phải phá không ơi, hạ thị lý. Một cân mì hưng phi của nghề, bảy tham ha mưa một cam phải phá để xeo pin dòng lờ.
Lan chào của cô mi mén của Hà Thị Lý bao. Cần ông xung siêu mê nhìn bản hao mến bao. Lan đẩy bọc mà ni, cơn của mi kỳ phái cặp cầm phải phá. Nàn lan mà bưng mưa lan xỉn sửa phải phá không của đấy bao. Đấy nó lan. Ở đây cháu thấy rất là cô ơi, rất ní lan hiên sơn lai cầm phải phá, lai ha, lai xeo, lai bọc, bọc hủ cầm phái nỉ màn ế tê sai lờ của. Ní sơ phái đáy kỳ tê bọc kỳ cân tay. Bọc phái cân tay sơ hào ao lơ mà của. An nỉ, ơi sử nó lát lan ơi. Cái loại vải này thì là vải gì hả cô? Nàng cầm phái nỉ sơ ế tê bọc lơ. An nỉ sơ tê bọc mòn không cần tay lan này. Lan hiên phái nỉ để xeo sật tráng, lan bao hủ nâng cầm phái phá dông nỉ ên mi giá bốc của. Lai khách nước nó mà ni có giác đáy ệt, nằn của có lờ tài hở khâu, không mặc hình, của mời lan kỳ mời nơ. Vâng ạ. Giác ệt đáy cầm phái phá màn đi dông nỉ, sử lan phai nhắm tin chập mừ, tin lan chập khẩu ăn xác tăng khoa. Bảy ăn kỳ nỉ, màn nhỏ khẩn, sở trang sơ đấy, ăn hưu khẩu đấy. Làn bóc xeo dòng nỉ, sớm màn pin bá, ngầu lờ không bí nổ gần tay hào. Mới giảm sớm pu, sớm ể, xe xeo bóc ngầu, tô nộp, tô pu, tô pa, bóc mảy, là nèo, cung pa, tớt nằm, sớm pu, sớm mê, ao bóc xeo nằn, bảy xeo khẩn, làn cầm phải phá dòng nỉ, bảy mưa lang, làn lan đấy hù mưa không đi, mới giảm không cần tay hào dòng lờ. Gần gũi ấy, các bà lấy các cái loại hoa văn đó vào để mà dệt lên trên cái tấm thổ cẩm như thế này để sau này con cháu là biết về cái văn hóa của dân tộc Thái mình như thế nào ấy. À vâng. Đều tay như thế này. Cái đấy một cặp phải phá dòng nỉ giờ xin lại chờ bác của. Như dòng của lờ ên mồm ăn khăn nỉ có xia sạc mử. Mền bá hầu khai bớt lương ăn được cho bao nhiêu đoàn khách hả cô? Được cho bao nhiêu người ạ? Khách thì hộ khách mà ỉn giam của luồng mà ni có giặc bưng kỳ xeo dòng lờ có co sử nắp óc một bươn co bao lai khay chổi tươm ngân chèn được cô hường tính ra là một tháng thì cũng không được mấy nhưng mà cô cũng thu được tầm 1,5 triệu thì cũng có phần giúp cho gia đình cũng là thêm chi tiêu trong gia đình cháu. Thế là tốt quá rồi cô nhỉ. Cần kỳ xeo phải phá cô bán trong của lý có nhằng măn ếch công việc sáng kỳ hút bẻ xeo pin làn cầm phải phá đi cặp tráng mì không bán không pha khở khách pin bà có mì tiếp ngân chèn hở khu hườn có giòn miệt mà nghề vừa ra bó thực lưng thực xia. Do nằn sở khám mở giam các bản các phủ các ba phủ luồng không tu khỏi có lờ sừng mà. Mi mố khám mà nằm bà thước Thanh Hóa, xung xếp bí nòng sở mặt giam phủ luồng khắp nưng, bởi hiện đấy ngầu đi đinh đoan không mê ní, minh mà để hòng sở xa bà từ xong không đi nằm hào.